cán bộ an ninh phường bị gây thương tích nặng khi đang hòa giải. Phát hiện cơ sở máy ấm trúc từ di chuyển 41 trẻ để đối phó kiểm tra. Bắt tạm giam hai thanh niên dùng dao truy đuổi người đi đường để cướp tài sản. 300 người cùng tham gia dập lửa, cứu hơn 100 tấn lúa bốc cháy một ngụt ở Hà Tĩnh. Trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho hai thanh niên cứu người bị nạn vụ sập cầu Phong Châu. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc một thành viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa bị tấn công trọng thương khi tham gia hòa giải mâu thuẫn tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 8 tháng 9 vừa qua, ông Bùi Văn Hải 55 tuổi và anh Nguyễn Hữu Thảo, cùng là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, nhận được tin báo về vụ mâu thuẫn tại một hộ dân trên địa bàn. Cả hai đến hiện trường để hòa giải các bên liên quan. Tuy nhiên, khi trên đường về nhà, ông Hải bất ngờ bị thanh niên tê điều khiển xe máy áp sát, dùng vật nhọn tấn công vào vùng ngực, sau đó đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu. Nhận tin báo, đại tá Nguyễn Hồng Phong, giám đốc công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên ông Hải, đề nghị các bác sĩ tập trung chữa trị cho nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, vụ việc các bảo mẫu ở mái ấm hoa hồng bị tố có những hành vi đối xử tàn nhẫn với trẻ em đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận, yêu cầu các cơ quan chức năng siết chặt hơn nữa trong việc quản lý các cơ sở bảo hộ, chăm sóc trẻ em. Mới đây, cơ quan chức năng quận Bình Thành vừa có báo cáo gửi ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ, tức mái ấm Chúc Từ ở số 57 trên 8 đường Điện Biên Phủ, phường 15. Theo đó, cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra mái ấm Chúc Từ phát hiện cơ sở này đã di chuyển hàng chục đứa trẻ đi nhiều nơi để đối phó. Hiện đội an ninh công an quận Bình Thạnh đang làm việc với ông Lee Lim. Được biết, Ông này không đứng tên trên giấy phép của mái ấm chúc tự, nhưng là người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của cơ sở này. Người đại diện pháp luật tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn từ thiện chúc tự là bà Lê Thị Thu Hoa, pháp danh thích nữ chúc tự. Qua làm việc, ông Liêm Lim tường trịnh, mái ấm chúc tự đang nhận nuôi chăm sóc 87 trẻ em. Khi vụ việc ồn ào về mái ấm hoa hồng, đường Tô Ký, quận 12 được báo chí phản ánh. Dư luận quan tâm Ông Lê Liêm nhận thấy máy ấm chúc tự đang nhận nuôi quá số lượng quy định của giấy phép hoạt động, nhiều khả năng sẽ bị chính quyền địa phương kiểm tra. Do đó, 9 giờ sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, ông Lê Liêm đã chỉ đạo các bảo mẫu đưa 65 trẻ đến tránh mặt tại phòng khám từ thiện chúc tự ở địa chỉ số 57 trên 1 và nhà số 57 trên 14, cùng trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Chừng 30 phút sau khi 65 đứa trẻ được di chuyển, đoàn kiểm tra của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân phường 15 đến kiểm tra máy ấm chút tự. Do đó, đoàn kiểm tra ghi nhận máy ấm đang nuôi 22 đứa trẻ theo đúng giấy phép và các bé có giấy tờ đầy đủ. Tuy nhiên, cơ sở này không xuất trình được các hợp đồng lao động đối với bảo mẫu, nhân viên làm việc tại cơ sở. Tiếp đó, lúc 14 giờ ngày 5 tháng 9, ông Li Lim, tổ chức đưa số trẻ nói trên đến các địa điểm khác nhau để chăm sóc và nuôi dưỡng. Trong 65 trẻ có 24 bé được đưa về chùa Phật Bửu tại Củ Chi. Ngày 6 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi cùng chính quyền quận Bình Thành tiến hành kiểm tra chùa Phật Bửu. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 24 trẻ. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa tất cả số trẻ tại chùa Phật Bủ và 22 trẻ tại mái ấm Trúc Từ vào trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân để đảm bảo điều kiện chăm sóc. Trên cơ sở nắm bắt thông tin, chiều ngày 9 tháng 9, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp công an quận, Ủy ban nhân dân phường 15 tiếp tục làm việc với bà Lê Thị Thu Hoa và kiểm tra lần hai đối với mái ấm Trúc Từ. Cơ quan chức năng cũng làm rõ về 41 đứa trẻ mà máy ấm chúc từ di chuyển và gửi tại 3 địa điểm ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Lâm Đồng. Bà Hoa có khai máy ấm gửi 15 trẻ đến Chùa Hưng Phước ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tất cả các bé có thông tin cha mẹ cho nhận trẻ. Trong đó, 6 trẻ có giấy khai sinh, 3 trường hợp là con ruột của bảo mẫu máy ấm chúc từ. 7 trẻ có giấy chứng sinh. Có 15 trẻ được gửi đến tỉnh Thất Hồng Liên ở xã Cần Duột, huyện Cần Duột, tỉnh Long An. Trong đó 12 trên 15 trường hợp có thông tin cha mẹ cho nhận trẻ, bao gồm 4 trẻ có giấy khai sinh và 3 trường hợp là con ruột của bảo mẫu máy ấm Trúc Từ. Máy ấm Trúc Từ gửi 11 trẻ khác tại chùa Di Đà ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Tất cả các bé có thông tin cha mẹ cho nhận trước những thông tin này, ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân ba địa phương liên quan gồm huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An và huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng để đề nghị phối hợp kiểm tra xác minh làm rõ nguồn gốc thông tin các trẻ đang được trung giữ tại những cơ sở nêu trên. ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cũng đề nghị các địa phương thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn bảo vệ khẩn cấp đối với trẻ em liên quan theo quy định của pháp luật. Theo cơ quan này, vụ việc xảy ra tại máy ấm chúc từ có tính chất phức tạp. Hiện Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng công an và các đơn vị liên quan để tiếp tục làm rõ để xử lý phù hợp đúng quy định. Ngày 13 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam hai đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác nhằm cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7, tại đoạn đường thuộc tổ dân phố Sậm, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, có hai người đang đi xe máy đã bị nhóm đối tượng nam giới đi xe mô tô đuổi theo, dùng dao tấn công và chiếm đoạt hai tấm chắn bùn phía sau có gắn biển kiểm soát. Nhận được tin báo, công an huyện Lạng Giang khẩn trương điều tra, làm rõ hai đối tượng thực hiện hành vi manh động trên là HMQ sinh năm 2006, và HVD, sinh năm 2006, trú tại huyện Lạng Giang. Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vào thời điểm trên, nhóm đối tượng đi xe máy lang thang khi gặp thanh niên cùng độ tuổi đã đe dọa và dùng dao chiếm đoạt biển kiểm soát rồi bỏ đi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lạng Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam hai đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 9, lãnh đạo xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân đã tham gia dập lửa một đám cháy tại kho chứa trấu lúa, cứu được 100 tấn lúa cho chủ cơ sở. Ông Võ Tiến Sửu, chủ tịch xã Kỳ Phong cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều máy móc vật dụng trong nhà kho bị ngọn lửa làm cháy hư hỏng, hiện chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, tại khu vực nhà kho chứa trấu của gia đình ông Dương Đình C, thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, bất ngờ bị cháy lớn, ngọn lửa bao trùm, khói bốc cao nghi ngút. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, người dân tại 10 thôn ở xã Kỳ Phong, sự hỗ trợ từ các xã lân cận như Kỳ Tiến, Kỳ Bắc, Công an, Quân sự, huyện Kỳ Anh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Công an tỉnh Hà Tĩnh với khoảng 300 người cùng các phương tiện xe cứu hỏa chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường để tham gia dập lửa. Do nhà kho ông Dương Đình C chứa lượng lớn vỏ trấu, các bao tải lúa và vật liệu dễ cháy, diện tích rộng hàng trăm mét vuông nên ngọn lửa bùng phát bao trùm khá nhanh, lan rộng. Gây khó khăn cho công tác chống cháy, lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực vận chuyển, cứu thành công trên 100 tấn lúa bên trong nhà kho, đưa ra ngoài, đảm bảo an toàn sau hơn một giờ chữa cháy, đám cháy đã được khống chế. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi hiện trường do số lượng vỏ trấu bên trong nhà kho lớn, khói vẫn đang âm ỉ. Thưa quý vị, sáng 13 tháng 9, nhiều ngày sau khi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến gần 100 người tử vong và mất tích tại làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Một điều kỳ diệu đã xuất hiện khi lực lượng chức năng tìm thấy hai gia đình có 8 người còn sống sau nhiều ngày được cho là mất tích khi nghe lời kể lại của các nạn nhân, nhiều người không khỏi xót xa bàng hoàng. Hai gia đình thoát nạn được xác định là ông Hoàng Văn Tiện và ông Hoàng Văn Duân là hai anh em ruột có nhà bị lũ quét san phẳng. Chính quyền địa phương và người dân những tưởng hai trường hợp này đã mất tích buồn lũ. Thế nhưng sáng ngày 13 tháng 9, gia đình hai anh em ông Tiên và ông Duân đã tới cơ quan chức năng trình báo đang còn sống. Theo ông Hoàng Văn Tiện, sáng sớm hôm đó mùng 10 tháng 9, ông dậy sớm khoảng hơn 5 giờ, trời có mưa nên đi ra đường ngó xem nước lũ thế nào. Lúc đó ông Tiện nhìn sang nhà ông nội gần đó thì thấy nước làm một bên tà lùi đã bị sạt. Ông Tiện bàng hoàng nhớ lại. Tôi liền đi sang xem thế nào. Lúc vừa quay gần tới nhà về thì nghe nổ bù một cái. Nhìn lên thấy nước và đất bắn tung tóe lên cao đến 200 đến 300 mét. Tôi chỉ kịp hô vợ con chạy thoát thân. Khoảng 3 phút sau nhìn lại thì cả làng đã bị nước bùn đất san phẳng chẳng còn gì. Cũng theo ông Tiện, lúc đó hai anh em ông đã dậy sớm cùng lúc nên đã kịp chạy thoát thân. Còn những người hàng xóm cạnh nhà, những ai còn chưa dậy đều bị bùn đất san phẳng, hiện nhiều người vẫn chưa được tìm thấy. Trước đó ngày 10 tháng 9, một trận lũ quét đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với 35 hộ dân, 128 khẩu. Nhận được thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ của huyện Bảo Yên và lực lượng tại chỗ đã ứng cứu được 10 nạn nhân, tìm thấy 15 nạn nhân tử vong. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo huyện Bảo Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện cho công tác tìm kiếm cứu nạn nơi đây. Ngày 13 tháng 9, tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Ngô Văn Khanh và bằng khen cho anh Ngô Quốc Trung vì đã có hành động dũng cảm kịp thời cứu người bị nạn trong vụ sập cầu Phong Châu thương tâm vừa qua. Theo đó, vào lúc 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối giữa hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bị sập hai nhịp. Hậu quả, 5 xe ô tô đang lưu thông và bị rơi xuống sông, gồm một xe tải đầu kéo, một xe tải và 3 xe ô tô con, 4 xe máy, 3 xe máy và một xe máy điện với tổng cộng 9 người. Ngay sau khi biết tin anh Ngô Văn Khanh sinh năm 1998, trú tại khu 5, Hưng Nộn, Tam Nông, lập tức chạy ra bờ sông cách đó khoảng 1 km và gọi cho gia đình, lúc này anh Khanh phát hiện một nạn nhân đang chới với giữa dòng nước xiết, ngay lập tức anh chạy tới xuồng máy của gia đình, cùng chú và em trai là anh Ngô Quốc Trung sinh năm 2000 lái đến gần nơi nạn nhân đang kêu cứu. Anh Ngô Văn Khanh bơi xuống dòng nước để cứu người gặp nạn, anh Ngô Quốc Trung trên xuồng hỗ trợ ứng cứu và kéo người gặp nạn lên xuồng an toàn. Theo anh Khanh, thời điểm đó nước lũ và dòng chảy lớn, rất khó khăn mới tới gần được nạn nhân. Khi đưa được nạn nhân lên anh thấy người đàn ông này ở trong trạng thái vô cùng hoảng loạn trên người có nhiều vết thương nhớ lại giây phút sập cầu phong châu anh khanh vẫn chưa hết bàng hoàng thời điểm đó anh đang ở trong nhà thì thấy mọi người hô to cầu sập rồi chạy ra ngoài nhìn về phía cầu anh thấy nước trên sông hồng có màu đục ngầu chảy cuồn cuộn trôi theo nhiều cây gỗ lớn đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn phú thọ bày tỏ sự trân trọng và biểu dương hành động dũng cảm mưu trí không ngại hiểm nguy cứu người gặp nạn của anh ngô văn khanh và Ngô Quốc Trung, hành động của hai anh góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Những ngày qua, nhiều tỉnh thành phía Bắc đang phải oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3. Trong lúc khó khăn này, những câu chuyện xúc động về tình sẻ chia, tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách đã được viết lên từ những em học sinh nhỏ tuổi. Tại trường tiểu học Hà Nội, Ba Đình Hà Nội, các em học sinh nơi đây đã tự tay răng lạc, răng vừng, giã lạc, trộn muối, đóng lọ, sau đó viết những tấm thiệp nhỏ xinh gửi tặng các bạn học sinh và người dân vùng lũ. Sau khi hoàn thành các công đoạn làm muối vừng, những dòng chữ đáng yêu được các bạn học sinh trường tiểu học Hà Nội nắn nót viết lên những trang giấy nhỏ dán vào từng lọ muối vừng với những lời nhắn gửi yêu thương của các em dành tặng cho các bạn và người dân vùng bão lũ. Các bạn ơi, mặc dù những lọ muối vừng này nhỏ thôi, nhưng chúng tớ đã tự làm và là tấm lòng của chúng tớ. Chúc các bạn mau chóng vượt qua được những khó khăn này. Chúc chúc mọi người vượt qua được cơn bão lũ và tìm được người thân con chúc những người khó khăn luôn mạnh khỏe và bình an an toàn nếu cần sự trợ giúp thì để con cô lên cô chú nha chúng con muốn gửi một chút muối vừng để giúp đỡ mọi người còn mong muốn một chút tình thương này sẽ sưởi ấm trái tim của mọi người ạ à. theo cô Nguyễn Thu Hương hiệu trưởng trường tiểu học Hà Nội tất cả các công đoạn làm muối vừng như rang lạc rang vừng giã lạc vừng trộn muối đóng lọ đều do chính tay các bạn nhỏ thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô giáo cô Hương chia sẻ những ngày vừa qua nhà trường rất may mắn khi học sinh của mình vẫn được cấp sách tới trường trong khi nhiều trường học bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Khi thấy trên mạng xã hội người dân liên tục chia sẻ thông tin, kêu gọi hỗ trợ vào từng chiếc bánh mì, gói mì tôm, chai nước cho vùng lũ, trong tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, nhà trường đã phát động triển khai các hoạt động thiện nguyện để học sinh góp chút sức nhỏ ủng hộ đồng bào vùng cao. Ngày 10 tháng 9, trường tiểu học Hà Nội đã triển khai hoạt động đầu tiên gửi khoảng 200 suất bánh mì kèm thiệp viết tay của các em học sinh bằng xe khách tới các bạn nhỏ và người dân vùng lũ ở Thái Nguyên, Yên Bái. Đến ngày 12 tháng 9, nhà trường triển khai hoạt động làm khoảng 200 lọ muối vừng, tiếp tục gửi đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ tại Yên Bái. Cô Hương xúc động nói, khi đọc những tấm thiệp do học sinh viết, tôi rất bất ngờ và xúc động. Những lời chúc hết sức hồn nhiên, ngây thơ, nhưng đong đầy tình cảm, sự quan tâm của các con dành cho người dân vùng lũ. Tôi thấy hoạt động này đã đạt được những đích đến đầy ý nghĩa, giúp các con hiểu được tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng. Theo các chuyên gia, khu vực ven sông các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương có thể tiếp tục ngập lụt trong khoảng 3 đến 6 ngày tới. Vùng ngoài đê sông Hồng, sông Nhuệ tại Hà Nội nước rút sau 2 đến 3 ngày tới, riêng vùng ven sông Bùi ở Chương Mỹ ngập thêm 10 đến 13 ngày tới. Chiều ngày 13 tháng 9, lũ trên hạ du các sông miền Bắc đang có xu thế xuống chậm nhưng vẫn duy trì mức lũ cao sông cầu tại đáp cầu Bắc Ninh lúc 15 giờ chiều cùng ngày vẫn trên báo động 3, cách mực lũ lịch sử năm 1971 khoảng 37 cm. Dự báo từ chiều ngày 13 tháng 9 đến trưa 14 tháng 9, nước lũ sông cầu tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương, Bắc Giang, lúc 15 giờ ngày 13 tháng 9 vẫn trên báo động 3 là 51 cm. Trong chiều và đêm 13 tháng 9, nước sông Thương xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3. Trong ngày 14 tháng 9, nước sông Thương xuống dưới mức báo động 3 và trên báo động 2. Sông Hoàng Long tại Bến Đế, Ninh Bình. Lúc 15 giờ ngày 13 tháng 9, trên báo động 3 là 72cm. Dự báo từ chiều 13 tháng 9 đến trưa 14 tháng 9, lũ xuống chậm ở đây vẫn duy trì trên báo động 3. Nước lũ sông Lục Nam và sông Thái Bình chiều 13 tháng 9 đã xuống dưới mức báo động 3 Dự báo từ chiều 13 tháng 9 đến trưa 14 tháng 9, trên hai dòng sông này nước lũ xuống chậm, duy trì mức dưới báo động 3 trên báo động 2. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội trong chiều 13 tháng 9 trên báo động 1 là 2 cm. Trong chiều tối và đêm 13 tháng 9, nước sông Hồng xuống dưới báo động 1. Ngày 14 tháng 9, nước lũ sông Hồng ở Hà Nội tiếp tục rút. Với diễn biến lũ như trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định Khu vực ven sông các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương. Thời gian nước rút kéo dài từ 3 đến 6 ngày tới. Khu vực ngoài đê sông Hồng, sông Nhuệ tại Hà Nội mất thêm 2 đến 3 ngày để nước rút hoàn toàn. Riêng vùng trũng thấp ở chương Mỹ nằm ven sông Bùi có thể mất tới 10 đến 13 ngày. Sông Tích khoảng 7 đến 10 ngày, Hạ Lô sông Cà Lộ 3 đến 5 ngày. Tại khu vực vùng núi Bắc Bộ cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ sạt lở đất. Theo dự báo bão mới nhất, bão Bibinka có khả năng mạnh lên thành cuồng phong. Đường đi của cơn bão sẽ vào Trung Quốc trong vài ngày tới. Liệu cơn bão mạnh này có ảnh hưởng đến nước ta? Dự báo bão mới nhất của Bloomberg cho hay, bão Bibinka dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc vào sáng sớm ngày 16 tháng 9, đe dọa gây mưa lớn, có thể làm gián đoạn các nhà máy lọc dầu, các kho càng và làm tê liệt giao thông ở Trung Quốc. Bão Bibinka hiện cách bờ biển Trung Quốc hơn 1.000 km. Đợt đổ bộ của cơn bão mới nhất ở Tây Thái Bình Dương diễn ra ngay sau khi siêu bão Jagi cướp đi nhiều sinh mạng và gây ra thiệt hại lớn trong khu vực, trong đó đảo Hải Nam và khu vực phía Nam Trung Quốc cùng với miền Bắc Việt Nam. Dự báo đường đi của bão Bibinka dẫn đến các khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là cơn bão mới nhất ở Tây Thái Bình Dương có khả năng dẫn tới việc đóng cửa cảng Chu San và các nhà máy lọc dầu ở Ninh Ba. Ngoài ra, theo dự báo bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cơn bão Bebinka sẽ tiến vào vùng biển phía đông của biển Hoa Đông vào đêm 14 tháng 9, sau đó di chuyển và đổ bộ vào bờ biển từ Chiết Giang đến phía Bắc Phúc Kiến, khu vực miền đông Trung Quốc. Với sức gió tối đa vùng gần tâm bão hiện đạt cấp 10, và bán kính vòng tròn gió cấp 10 từ 60 đến 100 km. Cơn bão này được dự báo sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9. Dù cơn bão Bibinka đang mạnh lên nhanh chóng, nhưng theo các chuyên gia, nó không có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến của bão vẫn đang được theo dõi sát sao để có những dự báo kịp thời hơn về ảnh hưởng có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào chương trình tiếp theo